chào tất cả các bạn, mình là Thỏ đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục swatch một bộ son của Hàn có tên là Ecoly. Bộ son này là một bộ son kem mà có vỏ hộp màu hồng rất là xinh. Như bạn có thể thấy thì đây là vỏ ngoài của nó. Và cái thỏi son này thì nó trông khá là đẹp mắt và trông khá là đắt tiền. Tuy nhiên thì cái giá của nó lại không cao đến như thế. Như các bạn biết thì giá thành chung của son Hàn thì cũng khá là vừa túi tiền của sinh viên và học sinh bọn mình. Ngoài ra thì có một số ưu và khuyết điểm của cái son này thì mình sẽ nói cho các bạn để các bạn tham khảo. Thứ nhất là em son này là một em son kem lì siêu bám, rất bám ở trên môi luôn, và cái thời gian nó bám rất là lâu và không hề kiểu bị lem một chút nào. Như các bạn có thể thấy thì nó không lem ra tay mình một chút nào cả. Ngoài ra thì vì là nó bám lâu như vậy, thế nên là đến lúc lau đi thì nó rất là khó khăn trong cái việc kiểu tẩy trang môi. Thế nên là nếu mà bạn nào có dùng em son này thì mình khuyên các bạn là nên có một cái lọ tẩy trang môi chuyên dụng. Tại vì như mình swatch 10 thỏi vừa rồi thì rất là vất vả trong cái việc là tẩy son môi. Ngoài ra thì màu thì rất là đẹp, tuy nhiên thì nó thiên về hồng đỏ nhiều hơn. Hầu hết các màu son này thì khi mà đánh lên môi và nó lúc nó khô lại thì nó sẽ đậm hơn cái màu. Lúc mà mình nhìn ở trong son một chút nó sẽ đậm hơn, và đấy là cái mà mình rất là thích vì nó lên màu rất là tươi, rất là chuẩn. Ngoài ra thì nó không bị kiểu mượt bạt quá. Bộ son này sẽ có tổng cộng là 8 màu son, rất là đa dạng và phong phú. Tuy nhiên thì vẫn khuyến cáo các cô gái là bộ son này rất khô, khô hơn rất là nhiều cái bộ son kem Hàn trước đây mà mình đã từng swatch cho các bạn xem. Tuy nhiên thì nếu mà cô gái nào thích thì hãy tiếp tục theo dõi clip nhé, và chúng mình sẽ cùng xem những cái màu son của bộ son Ecoly này nhé.